Du chuyển cảnh ở phía bệnh viện, đã có kết quả xét nghiệm do việc nôn mửa của Misook. Bác sĩ bảo cô bị ung thư tuyến tụy. Loại ung thư này di căn dễ dàng và khó phát hiện. Tình hình hiện tại không lạc quan, cần phải kiểm tra thêm. Misook chỉ cảm thấy chóng mặt và choáng váng một lúc. Và chồng cô lúc này đang đò đưa với Seomin Ki-ong, lấy cớ công việc, cả hai tán tỉnh nhau trong công ty. Anh ta còn tặng Min Ki-ong một chiếc vòng tay Cartier. Misook muốn thông báo cho chồng về kết quả kiểm tra. Kết quả là Min Ki-ong đã trả lời điện thoại. Cô ta đắc thắng nhìn chiếc vòng tay hứa hẹn, đồng thời giả vờ lừa Misook rằng chồng cô đang đi họp. Misook không biết gì về chồng, nên chỉ có thể đặt lịch khám ở bệnh viện một mình. Đại diện Hoang nhìn thấy Jae-gook đang nói chuyện với Ji-suk trong văn phòng. Ji-suk mê trai thì bố cô cũng nhìn ra được dù chỉ đứng ở bên ngoài. Yong-eun nói với ông ta rằng nhiếp ảnh gia này là đối tượng xem mắt của Ji-suk. Lúc này đại diện Hoang mới nhớ ra nên gọi Jae-gook vào nói chuyện. Khó xử nhất là những chuyện ông ta nói đến đều liên quan đến chuyện cũ của Su-wan. Jae-gook thì vẫn luôn ở Paris và rất hiếm khi về nước. Thậm chí người mà hai gia đình muốn liên hôn cũng là Su-wan. Sau cái hẹo của Su-wan, cuộc hôn nhân chuyển sang Jae-gook. Yong-eun cảm thấy kỳ lạ khi quen mình Su-wan không hề nhắc đến việc có một cậu em trai, nhưng tại sao cùng là con trai mà Jae-gook lại luôn phải ở Pháp? Trước khi kịp hiểu ra thì Jae-gook đã tìm một cái cớ để ở riêng với cô, hình như đã nhìn ra được nghi vấn của Yong-eun. Jae-gook chủ động giải thích rằng anh và Su-wan là anh em cùng cha khác mẹ, và mẹ hiện tại của anh là mẹ của Su-wan, nhưng anh không bị đối xử khác biệt. Sự thẳng thắn của anh khiến Yong-eun cảm thấy khó chịu, nhưng Jae-gook không ngại nói về quá khứ. Anh rất vui vì Yong-eun quan tâm đến mình, liên tục mời cô đi ăn tối. Ji-hyung bước vào và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Họ sẽ cùng nhau đi tìm nhà máy. Jae-gook đánh hơi được tính chiếm hữu của Ji-hyung đối với Yong-eun, cảm giác có nguy cơ bị cướp bồ. Cả hai bắt đầu đến xưởng may, nhưng nhà máy tâm đắc thì không dễ tìm, cần đảm bảo hiệu quả và đảm bảo bản thiết kế không bị rò rỉ. Cuối cùng chuyển sang vài nhà máy nhưng Yong-eun vẫn chưa chọn được. Lợi dụng sự vắng mặt của Yong-eun, Ji-suk hẹn Jae-gook đi xem triển lãm để xin lỗi vì việc thất lễ khi không tự đi xem mắt. Jae-gook không thích việc dây dưa này, anh thẳng thắn nói rằng mình đã có người trong lòng, từ nay hai người chỉ có thể là bạn bè thôi. Kể từ khi Misook biết rằng mình không còn có nhiều thời gian, thì cô đã điên cuồng đến trung tâm thương mại mua quần áo cho con gái, muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho con trẻ trước khi rời đi. Yong-eun thấy lạ vì cô bạn của mình luôn để ý đến việc chi tiêu này lại khác thường. Misook khuyên cô hãy sống theo ý mình, đừng quan tâm Jae-gook có phải là em trai của Su-wan hay không. Và để có thể tiết kiệm đủ tiền định cư tại Hàn Quốc, Jae-gook bắt đầu chế độ nhận lịch book điên cuồng, chụp ảnh ở khắp mọi nơi. Bà Hee-ok đang nói chuyện điện thoại và bảo Jae-gook nhanh tán đổ crush. Khi quay người lại thì thấy Ju-jung, bà nóng lòng kể chuyện tình của Jae-gook cho Ju-jung nghe. Ju-jung biết rõ sự tình như thế nào, vì cô là hôn thê của Su-wan 10 năm trước, xem video tình tứ do Su-wan và Yong-eun quay với nhau. Lúc đó Ju-jung đã tức đến độ nắm chặt tay lại, hẹn ước hôn nhân của cô đến bây giờ vẫn chưa thể quên được. Ju-jung thử hỏi bà Hee-ok có biết người kia là ai không. Bà Hee-ok rút kinh nghiệm lần trước và nói rằng dù là ai cũng chấp nhận. Bà nhận ra rằng chỉ có hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất. Một thành viên trong nhóm của Yong-eun nổi lòng tham, muốn được chuyển sang đội của Ji-suk để hưởng lợi. Yong-eun giả vờ như không biết, khuyên cô ta đừng nóng vội, chỉ khi thể hiện công việc của mình một cách thực tế thì sếp mới đánh giá cao. Ji-hyung cười việc Yong-eun dùng đôi ba câu đơn giản để giữ người ta lại. Yong-eun không quan tâm vì trong đầu cô có kế hoạch sẵn. Mặt khác, khi chụp ảnh trên đường phố thì Jae-gook vô tình chụp lại cảnh ăn vạ. Anh tình nguyện cung cấp đoạn phim này cho cảnh sát. Rõ ràng là chàng trai trẻ đã tự mình ngã xuống, nhưng cứ nói ông già tự đánh mình. Kết quả là chàng trai kia đã lao đến đánh Jae-gook. Yong-eun nhận được cuộc gọi và chạy đến đồn cảnh sát, phát hiện ra bố từng bị lừa tiền một lần và kẻ lừa đảo còn quay lại cắn, nói bố của Yong-eun là thô bạo với mình. Kết quả là video được quay bởi Jae-gook đã chứng minh sự vô tội của ông. Để nói lời cảm ơn, bố Yong-eun, ông Tae-su đã mời Jae-gook đi ăn cơm. Jae-gook cố gắng thể hiện và còn lấy cớ là nhân chứng để ông nhớ số điện thoại của mình, lúc nào liên hệ cũng được. Nhưng mẹ Yong-eun cứ giục, nên cuối cùng Yong-eun là người phụ trách mời Jae-gook. Sau nhiều lần xoay chuyển, bữa ăn của cả hai cuối cùng cũng thành hiện thực. Ji-suk không hẹn được Jae-gook, Do-hun nghỉ việc để cùng cô đi triển lãm, nhưng điện thoại công việc cứ rung liên hồi. Do-hun trực tiếp tắt máy để bầu bạn cùng Ji-suk. Ji-suk bị từ chối nên đi uống rượu giải sầu. Thực ra cô chỉ muốn tìm ai đó để yêu. Rượu vào lời ra, Ji-suk luôn ghen tị với Yong-eun. Dù ở nơi làm việc hay nơi khác thì cô ấy vẫn luôn hấp dẫn theo cách riêng. Do-hun đỡ được Ji-suk say rượu gục xuống bàn. Do-hun thì đã thầm thương cô, nhưng Ji-suk không biết gì về chuyện đó cả, quyết tâm cho Jae-gook thấy được sức hút của mình. Một lúc sau, Ji-suk tỉnh dậy trong căn hộ của Do-hun sau khi say rượu. Do-hun đã phục vụ cô tận tình. Đáng tiếc cấu trúc não của Ji-suk khác với người thường, lại hiểu lầm tâm ý của Do-hun thành xu hướng tính dục của anh bất thường. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này không biết bao giờ mới nói chuyện cùng tần số được. Ji-hyung đã để mắt đến cấp dưới của Yong-eun, anh đợi rất muộn và đối phương không chịu tan làm. Ji-hyung hiểu rằng nếu cứ canh chừng thì cáo sẽ không chịu lòi đuôi, thế là anh ta giả vờ rời đi để kiểm tra camera của văn phòng. Cuối cùng thì cô ta cũng lòi đuôi. Misook về nhà và nhìn con gái đang ngủ, tình yêu vô hạn tràn ngập trái tim. Kết quả là quay lại phòng khách thì thấy chồng đang nằm trên ghế sofa xem TV. Anh ta thậm chí không rửa bát, chất đống hết vào chậu rửa. Là một người cha, không biết nấu ăn cho con, chỉ nấu mì ăn liền thiếu dinh dưỡng, rác trong nhà cũng không chịu vứt. Đây vốn chỉ là chuyện bình thường, nhưng Misook nghĩ rằng sau khi cô đắp chiếu hóa kiếp, giao đứa trẻ cho một người như vậy chăm sóc thì không thể chịu được. Suho không hay biết gì vừa đi vứt rác vừa gọi cho Min Ki-ong. Anh ta quá bận tán tỉnh nên không để ý đến giấy khám bệnh của vợ trong thùng rác. Yong-eun ăn cùng Jae-gook, cô nói ra suy nghĩ của mình với anh. Cô vẫn muốn nhà máy của Ji-eon chịu trách nhiệm xử lý loại hàng may mặc này, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ gặp
rủi ro lớn, vì dù sao thì trước đó Zeon cũng đã lấy cắp thông số bản thiết kế một lần rồi. Mặc dù Zeon đã sử dụng thiết kế của Yongun vào thời điểm đó nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng sau đó các thương gia khác lại sợ rằng bản thiết kế của họ cũng bị lộ, vì vậy không ai dám hợp tác với Zeon nữa. Và cô ta còn đang phải đối mặt với một vụ kiện dò dỉ thông tin, ngoài ra còn phải trả học phí cho con gái, vì thế chỉ có thể làm những công việc lặt vặt chỗ này chỗ kia. Yongun biết rằng cuộc sống của Zeon không hề dễ dàng, hơn tất cả thì những điều này là dành cho con gái cô. Nếu cô tự quyết định chọn nhà máy của Zeon thì một khi xảy ra vấn đề, cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Jaegook khuyến khích cô làm những gì mình muốn, bằng cách quyết định tin vào nhân loại một lần nữa, giao phó công việc cho Zeon. Sau khi chọn xong nhà máy, Jaegook đưa Yongun về nhà. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Yongun cảm thấy lý trí sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Một mối quan hệ mà không mong có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng theo quan điểm của Yongun, cả hai đều không có kết quả, tốt hơn hết là đừng bắt đầu. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết có thể ở bên nhau đến già hay không? Yongun không muốn thử, cô lại một lần nữa từ chối Jaegook. Nhìn bóng lưng Yongun rời đi, Jaegook dùng bức ảnh lối vào con hẻm để níu giữ, mong cô có thể thay đổi ảnh màn hình khóa. Jaegook cuối cùng đã nói bức ảnh ở màn hình khóa của cô là do anh chụp. Kể từ lúc đó, số phận của cả hai bắt đầu. Anh cũng sẵn sàng ở lại đây vì Yongun. Hai người cố gắng thử hẹn hò, nếu đến lúc đó Yongun vẫn không thể chấp nhận anh thì sẽ chia tay. Lần này Yongun cuối cùng cũng phá vỡ được hàng phòng ngự. Hai người đã sớm có qua lại được 10 năm. Ở nơi đất khách quê người, Yongun bận rộn tình cờ nhìn thấy bức ảnh này. Cô đã bị thu hút bởi con đường sâu thẳm trong màn đêm, giống như Yongun đang bối rối không tìm được hướng đi cho tương lai. Đó là lý do tại sao cô mua bức ảnh này. Hóa ra những năm qua, theo cách này Jaegook âm thầm đồng hành cùng Yongun qua những lúc khó khăn. Mặt khác, với sự nỗ lực của cả tập thể, bản thông số thiết kế của Sono cuối cùng đã được ra lò, nhưng bản thông số của thương hiệu mới hoàn toàn giống với của họ, chắc chắn có nội gián làm lộ ra. Chi-hyung biết rõ nhưng không lên tiếng. Thay vào đó, anh gọi So-young lên sân thượng để hỏi chuyện. So-young luôn miệng phủ nhận, khẳng định rằng chưa từng làm điều gì như vậy. Yongun rất tức giận vì bị đạo nhái. Chi-suk biết Yongun sẽ không đạo nhái, nhưng người quản lý thương hiệu mới lại là Chi-suk. Cô ta không thể khẳng định mình đã đạo nhái được. Yongun đương nhiên không muốn chịu để yên, định sẽ đi kiểm tra camera. Nhưng Chi-suk chỉ nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì bản thân cũng sẽ bị trách vì sự quản lý cẩu thả. Chi bằng Yongun thiết kế lại phong cách khác. Yongun không hài lòng với cách bạn mình xử lý mọi việc, nên đã lập tức mắng Chi-suk là người không ra gì, vì để đánh bại mình mà cố tình giả vờ nhầm lẫn và dung túng hành vi đạo nhái của cấp dưới. Đại diện Hoang bảo Chi-suk hãy nhanh chóng vun đắp tình cảm với Jaegook. Sự phát triển của công ty còn phải dựa vào sự hỗ trợ từ việc vận tải của nhà Jaegook, nhưng Chi-suk đã bị anh thẳng thừng từ chối. Nhưng cô chỉ đành nhận lời qua loa với bố cho xong. Vừa ra khỏi văn phòng của bố, Chi-suk nhận được cuộc gọi từ Do-hun. Do-hun cố tình gọi trả lại chiếc khăn lụa cho cô. Chi-suk trực tiếp coi như một món quà và tặng cho anh. Do-hun nhận được quà thì lập tức dùng khăn lụa chấm bi để làm điểm nhấn. Jaegook đang bận giúp các nghệ sĩ chụp tác phẩm graffiti, nhưng tin tức Do-hun mang lại khiến anh chú ý. Thương hiệu mới quyết định chuyển sang dùng vải tiết gai dầu, và trùng hợp ở chỗ đó cũng là vải mà Yongun chuẩn bị cho đơn hàng mới. Jaegook nghe xong thì rất lo lắng cho Yongun. Lúc này Yongun đang ngồi trong nhà kho bình tĩnh lại. Trong cuộc sống luôn có đủ loại rắc rối. Misook gặp phải người chồng không đáng tin cậy, chăm sóc con thì không chịu để ý, việc nhà cũng không chịu làm. Anh ta vừa đến công ty đã bận rộn hẹn với tình nhân, họ sẽ có buổi hẹn hò cuối tuần trong 2 ngày 1 đêm. Và Misook đã tìm được tin ung thư tuyến tụy thường bị chẩn đoán sai, nên trong lòng cô không khỏi vui hơn chút, mong rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn, thiết kế của Yongun bị đánh cắp, cả đội chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Mọi người đều có chút chán nản. Chi-hyung liên tục gửi tin nhắn thuyết phục So-young thú nhận, nhưng cô ta phớt lờ. Thấy sắp có đợt ra mắt sản phẩm mới, Yongun khuyến khích mọi người hãy vui lên, thời gian không còn nhiều và đã quá muộn để đặt hàng lại vải mới. Yongun chỉ có thể chọn hàng tồn kho, mà Jaegook đã ở đây sẵn để chờ cô. Jaegook không có đề cập đến đạo nhái, mà nói với Yongun việc cô mua bức ảnh anh chụp lúc đó như là một sự công nhận của khán giả, động viên người muốn từ bỏ nhiếp ảnh là anh vào thời điểm đó. Ngắm nhìn những bức ảnh qua camera của Jaegook, Yongun chợt nảy ra ý tưởng thiết kế mới nhanh chóng có được làn gió mới. Chi-suk đã chủ động mời Do-hun đi ăn. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, nhưng đó không phải là loại tình yêu nam nữ như Do-hun nghĩ. Chi-suk chỉ coi anh như bàn đạp để đến gần Jaegook hơn, thậm chí còn hiểu lầm anh là gay, giới thiệu anh với anh chàng đẹp trai khác. Điều này thực sự làm tổn thương trái tim thiếu niên của Do-hun. Chi-suk vô tình bị ngã sau khi đuổi theo anh. Do-hun ôm eo cô. Khoảnh khắc này làm Chi-suk đần độn bắt đầu cảm thấy con tim loạn nhịp. Sự việc đạo nhái thiết kế đã truyền đi khắp công ty. Trong đợt điều chuyển nhân sự mới nhất, thành viên nhóm của Yongun, Sonju không được chuyển sang nhóm thương hiệu mới. Cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được mà chủ động thừa nhận mình đã lấy cắp bản thiết kế đưa cho nhóm mới. Biết được chuyện này, điều đầu tiên mà Yongun làm không phải là mắng mỏ, mà đi tìm ra nữ nhân viên ra lệnh cho Sonju ăn trộm bản thiết kế, cảnh báo cô ta đừng giở trò hèn hạ để làm đội nhóm của mình mất mặt, nếu không Yongun chắc chắn sẽ kiện ra tòa và hủy hoại danh tiếng của cô ta. Chi-hyung biết mình đã có lỗi với So-young. Trên thực tế, hôm đó cô chỉ lấy cuốn sổ phác thảo của Yongun để học hỏi. Cô biết rằng chỉ bằng cách cải thiện năng lực của mình thì mới làm cho mình
mình nổi bật được. Sau khi biết được chân tướng sự việc, Yong Eun lập tức gọi cả đội đến nhà kho họp, bao gồm cả Son Ju. Phong cách chủ đạo sẽ là chiếc áo khoác do So Young thiết kế, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất trong bản thiết kế chưa giao. Về phần Son Ju, Yong Eun muốn cô ta hoàn thành công việc của mùa này. Số phận cuối cùng được quyết định bởi các thành viên trong nhóm, mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Chi Hyung nói mình có thể mời nữ côn Haerin đến tham dự chương trình. Anh không biết nỗi bất mãn của cả đội với Haerin trước đây, vì vậy So Young đã hứa nếu thật sự mời Haerin thì cô sẽ xóa bỏ những hiểu lầm kia. Vụ lừa đảo của bố Yong Eun vẫn cần nộp một số bằng chứng, nhưng ông không muốn Yong Eun biết số tiền bị lừa gạt cụ thể là bao nhiêu, vì vậy nên đã liên hệ với Jae-guk để giúp mình giao nộp bằng chứng. Khi biết anh là nhiếp ảnh gia tự do, ông bèn hỏi anh có rảnh không, nếu rảnh thì nhận công việc chụp ảnh đại hội thể thao của trường làm job part time. Cả hai bố con đều giới thiệu công việc bán thời gian cho Jae-guk khi họ gặp nhau lần đầu. Jae-guk đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Mi-suk kiểm tra lại lần nữa thì cô thực sự bị ung thư tuyến tụy, bác sĩ khuyên nên nhập viện càng sớm càng tốt, hy vọng tan vỡ. Biểu hiện bệnh của Mi-suk dần xuất hiện, khi đang lái xe thì đột nhiên lên cơn đau khiến cô đâm vào tường của gara. Hàng loạt những nỗi bất hạnh cuối cùng đều đánh vào Mi-suk. Cô mời Chi-suk uống rượu, biết Yong Eun dạo gần đây bận rộn vì chuyện đạo nhái nên không dám làm phiền. Mi-suk uống rượu như điên khiến Chi-suk sợ hãi. Yong Eun ngay lập tức gọi điện cho chồng của Mi-suk khi biết chuyện. Anh ta không quan tâm đến sự khác thường của vợ, chỉ bảo cô đừng quên quay lại đón con về nhà. Ba người phụ nữ ngồi cùng nhau uống rượu. Theo phản ứng của chồng Mi-suk thì chắc chắn anh ta có người phụ nữ khác. Chi-suk nhắc nhở Mi-suk điều tra riêng, rồi lại nhắc đến Jae-guk. Cô đổ lỗi cho Yong Eun vì che giấu mối quan hệ với Jae-guk. Mi-suk không thể chịu đựng được, một người sắp đi về với các cụ như cô thì phải đi khuyên hai người đừng giận dỗi vì những chuyện vụn vặt như thế, tận dụng cuộc sống có hạn để làm điều mình muốn. Lời nhận xét này khiến Yong Eun rơi vào trầm tư. Đêm khuya, Yong Eun đang bối rối không biết mình có đủ can đảm để yêu thêm lần nữa không. Lúc này Jae-guk gọi đến vì muốn nghe giọng nói của Yong Eun. Yong Eun im lặng một lúc, Jae-guk thấy hơi vô vị nên định tắt máy, nào ngờ Yong Eun lại đề nghị gặp mặt. Yong Eun cuối cùng đã tan chảy trước sự nhiệt tình của Jae-guk, đồng ý hẹn hò. Trải qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh cũng có được đền đáp. Ngày hôm sau, Quang Su biết Yong Eun quyết định hợp tác với Ji-yeon nên đã nổi cơn thịnh nộ. May mắn thay, Chi Yung đã xuất hiện kịp thời để giải cứu cô. Lúc đó Quang Su đang nóng lòng muốn lấy lòng thiếu gia tập đoàn này nên đã bất giác đồng ý cho phép sử dụng nhà máy của Ji-yeon. Quảng bá thiết kế cho mùa xuân và mùa hè sẽ sớm bắt đầu, mọi thứ đang diễn ra theo đúng trình tự của nó. Haerin cuối cùng cũng được mời tới đây, tất nhiên đây đều là công lao của Chi Yung. Cô ta từng tán tỉnh Chi Yung nhưng cuối cùng lại bị đá, vì thế nên lần này đồng ý với yêu cầu là do Chi Yung sẽ phải phục tùng cô ta trong 100 ngày. Lần này thì họp báo của Sono chọn ra mắt theo hình thức mạng, mở cửa thị trường với sự trợ giúp từ mạng lưới của Haerin. Jae-guk đang hồi hộp chờ đợi màn mở đầu trước máy tính. Anh thấy Haerin mặc trang phục graffiti xuất hiện tại vị trí trung tâm trong phần mở màn. Tất cả các bên đang hết sức chú ý đến buổi biểu diễn lớn này. Ju Jung nhìn thấy ở hậu cảnh sàn catwalk tác phẩm nhiếp ảnh của Jae-guk, cô ta trực tiếp gọi điện hỏi thăm. Càng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Jae-guk thì càng phải coi trọng danh tiếng, nhưng bây giờ điều đó lại dành cho một người phụ nữ. Jae-guk không ngần ngại tung ra tác phẩm của mình, sẵn sàng làm nền cho buổi trình diễn của Yong Eun, nhưng Jae-guk thì không quan tâm, anh sẵn sàng hạ thấp lợi nhuận của mình vì Yong Eun. Phần mở màn đã thành công tốt đẹp, giành được hơn 20.000 lượt đặt mua hàng trước. Công việc khó khăn đã được đền đáp và mọi người đều hạnh phúc. Chỉ có Ju Jung bị kích động, cho rằng Yong Eun là nguồn gốc của mọi bất hạnh. 10 năm trước, Su Wan đã vì Yong Eun phản bội cả gia đình. Bây giờ trong mắt Ju Jung thì Jae-guk đang đi vào con đường cũ của anh trai. Cô ta phải ngăn điều này xảy ra. Hai mẹ con Jae-guk đi ăn cùng Ju Jung, kể về tuổi thơ của hai anh em. Là anh trai, Su Wan rất yêu quý em. Nhân cơ hội này, Ju Jung đã nhắc đến bạn gái của Jae-guk, muốn ép Jae-guk tiết lộ danh tính của Yong Eun. Jae-guk không hài lòng với điều này. Sau khi tiễn mẹ đi, anh cảnh cáo Ju Jung sau này không được can thiệp vào chuyện của mình nữa. Sau đó, Ju Jung dùng điện thoại của Su Wan gọi cho Yong Eun. Yong Eun không trả lời, cô ta gửi thêm một tin nhắn chúc mừng. Yong Eun dự cảm cuộc gọi này có thể không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự thành công của màn công bố sản phẩm mới làm cho thiết kế của đội Yong Eun đã gây được tiếng vang lớn. Điều này làm cho các nhân viên bên thương hiệu mới trở nên cay cú. Và mục đích của sự ghen tị từ Chi-suk là việc Yong Eun đang phát triển quan hệ nhanh chóng với Jae-guk. Cô ta cảnh báo Yong Eun đừng đi quá sâu, Su Wan là chướng ngại vật mà hai người không thể vượt qua. Yong Eun phớt lờ và giải thích công việc cho Chi-suk. Chi-suk ngoan ngoãn làm xong việc và hẹn gặp Do-hun. Khi nhận thấy sự xa lánh của đối phương, cô ta bắt đầu suy ngẫm tại sao thái độ của Do-hun đối với mình lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Một người phụ nữ thẳng thắn như Chi-suk đương nhiên sẽ hỏi cho ra nhẽ. Lấy danh nghĩa công việc, cô liên lạc với Do-hun, nhưng dù Chi-suk có nói gì đi chăng nữa, Do-hun chỉ trả lời liên quan đến công việc. Chi-suk nổi giận, hỏi nhiều câu hỏi khác nhau. Kết quả là Do-hun đã yêu cầu cấp dưới của mình trả lời. Trên thực tế, Do-hun không phải là tảng băng, chỉ là anh đang cố kiềm chế cảm xúc của mình mà thôi. Nên lúc này anh thấy Jae-guk cực kỳ chướng mắt. Anh than thở cuộc sống của Jae-guk đang thuận buồm xuôi gió. Jae-guk nói với anh rằng Yong Eun là người yêu của Su Wan hồi đó. Nghe tin này, Do-hun đang ngang ngược, trở nên nghiêm túc, phản đối việc hai người ở bên nhau. Năm đó anh đã tận mắt chứng kiến vở kịch về sự lựa chọn đau đớn giữa tình yêu và tình mẫu tử. Chỉ tình yêu thôi chưa đủ để hai người có thể ở bên nhau. Nhưng Jae-guk thì rất kiên định, anh quyết tâm giữ vững sự lựa chọn của mình. Mặt khác, với danh nghĩa mua quần áo cho bạn bè, Ju Jung hẹn Yong Eun ra ngoài.
Yong-un không biết nội tình, vừa ngồi xuống, Ju-jung bắt đầu thể hiện rằng mình và anh em Jae-guk đã quen biết nhiều năm, rồi lại kể lại câu chuyện cũ về vụ tai nạn xe hơi của Su-wan. Cô ta cứ như vậy mà chọc vào tim Yong-un, chỉ muốn Yong-un tự nguyện từ bỏ việc ở bên Jae-guk. Gặp Ju-jung về, Yong-un hỏi về mối quan hệ của Jae-guk với Ju-jung. Anh nói với cô rằng Ju-jung từng là hôn thê của Su-wan. Khi Yong-un và Su-wan yêu nhau ở Paris thì họ đã đính hôn rồi, ngày cưới cũng đã được ấn định. Biết được điều này, Yong-un hiểu được thái độ của Ju-jung. Cô trách Su-wan đã một chân dẫm hai thuyền, dù đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn dây dưa với mình. Nói đến đây, Yong-un vẫn lo lắng Jae-guk sẽ bận tâm, nhưng Jae-guk nói tình yêu của họ chỉ có anh và em thôi, không liên quan đến người khác. Những lời này đã an ủi Yong-un, cô bước đến ôm lấy Jae-guk, rúc vào vòng tay anh. Lúc này, tình duyên và sự nghiệp của Yong-un đều nở hoa. Sono dẫn đầu về doanh số. Quang Su vốn biết doanh số bán hàng của Yong-un ra sao nên đặt áp lực lên thương hiệu mới. Đại diện Hoang cũng gây áp lực lên Jisook, đổ lỗi cho thương hiệu mới mà cô phụ trách. Tiền quảng bá thì đắt nhưng phản hồi lại bình thường. Jisook muốn thay đổi chủ đề, đại diện Hoang hỏi cô việc tiến triển với Jae-guk sao rồi. Ông ta còn nói không lâu nữa bố mẹ hai bên sẽ gặp nhau và bảo Jisook phải chuẩn bị thật tốt. Sau khi tan làm, Jae-guk hẹn Yong-un đi xem phim. Hai người tựa vào nhau ở hành lang để chọn phim thì được Jisook nhìn thấy. Cũng may là Jisook nhanh trí ra hiệu để đại diện Hoang không thấy. Yong-un rời đi trước với đồ đạc trên tay, còn Jae-guk ở lại tán gẫu vài câu với đại diện Hoang xong thì cũng nhanh chân bắt kịp Yong-un đang chờ thang máy. Yong-un nhắc nhở anh đừng thể hiện quá thân mật trước mặt đại diện Hoang, vì dù sao đại diện Hoang vẫn đang nghĩ đến việc gả con gái cho anh. Jae-guk mỉm cười đồng ý. Bên kia, sức khỏe Mi-suk càng ngày càng yếu đi, mẹ chồng gọi yêu cầu Mi-suk trả tiền tiêm Botox và massage cho mình. Con dâu của người khác đều làm như vậy cả, nhưng Mi-suk không có nhiều tiền như vậy. Bà mẹ chồng vừa nghe thấy vậy thì phàn nàn rằng chỉ có con trai bà đang làm việc chăm chỉ ở bên ngoài. Sau khi nghe những lời của mẹ chồng, Mi-suk cảm thấy ớn lạnh. Cô đến ngân hàng rút tiền gửi có kỳ hạn sớm, thời gian sắp hết nên Mi-suk bắt đầu buông thả mình, không nấu ăn đàng hoàng và mua sắm đủ kiểu. Điều này khiến Suho rất tức giận. Mi-suk câu trước nói với mẹ chồng không có tiền nhưng sau đó lại đi mua ghế massage cho mẹ ruột. Nhưng Mi-suk cũng bộc phát, bao năm qua cô vẫn vâng lời mẹ chồng. Cô mệt mỏi với tất cả những hy sinh của mình, bây giờ cô phải sống cho mình. Yong-un đang định tắm nửa người để thư giãn. Sau khi nghe tin, Jae-guk lập tức đi qua bên đó. Nào ngờ, anh vừa ra khỏi cửa thì Mi-suk cãi nhau với chồng xong đã đến trước. Jae-guk nhận được tin nhắn của Yong-un chỉ có thể về nhà giữa chừng. Nhìn những thứ mà Mi-suk mua một cách bốc đồng, Yong-un đoán có điều gì đó không ổn xảy ra với cô. Nhưng cô mới chỉ đoán là chồng Mi-suk có gái bên ngoài. Mi-suk chưa muốn nói với bạn bè về bệnh tình của mình. Yong-un cũng không cố hỏi, chỉ hứa sẽ luôn ở bên bạn. Yong-un nói chuyện nhận được tin nhắn từ Su-wan và chuyện vợ chưa cưới của anh ta cho Mi-suk nghe. Trên thực tế, liên quan đến vấn đề của Su-wan, Yong-un không thể diễn tả được nỗi buồn đó. Nội tâm bình lặng, không còn vướng mắc. Đồng thời, Do-hun cũng đang giúp Jae-guk phân tích. Do-hun dựa trên phản ứng của Yong-un cũng đoán được đại khái. Nếu tối nay bạn thân muốn ở bên Yong-un thì Jae-guk không làm phiền. Anh mang hoa quả và rượu vang đặt trước cửa nhà cô, sau đó thì đứng ở dưới lầu chào Yong-un rồi rời đi, bảo cô hãy có khoảng thời gian vui vẻ với bạn. Vừa chuẩn bị về nhà thì Jae-guk nhận được tin nhắn cảm ơn từ bố Yong-un. Để bày tỏ lòng biết ơn, ông Tae-soo muốn đãi anh một bữa ăn. Jae-guk nhắn lại là lúc nào cũng được. Mẹ Yong-un thấy chồng gửi tin nhắn liền lặng lẽ bước đến. Điều này đã khiến bố của Yong-un bị giật mình. Ông Tae-soo đã không nói sự thật liền nói dối chuyện này là chuyện ở trường. Nhìn thấy chồng đang lén nhắn tin, mẹ của Yong-un trở nên nghi ngờ. Bà tìm cơ hội xem trộm điện thoại của chồng. Sau đó thì biết chồng đã hẹn với Jae-guk đi ăn. Một ngày đẹp trời khác, Yong-un đến văn phòng thì thấy Jisook đang suy nghĩ. Giờ đây, mục tiêu của Jisook đã chuyển từ Jae-guk sang Do-hun. Cô vẫn luôn khó chịu với việc lý do hôm qua Do-hun lạnh lùng với mình, nhưng Jisook lại không nói đối phương là Do-hun. Yong-un vừa nghe đã sợ cô sẽ bị đồn hẹn hò với một ngôi sao người mẫu khác, ảnh hưởng đến thương hiệu mới. Jisook nói lần này chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì đến công ty. Xác nhận được xong thì Yong-un mới yên tâm, khuyên Jisook đừng đoán mò mà hãy hỏi trực tiếp người đó. Nói hỏi là hỏi ngay, Jisook đi thẳng đến văn phòng của Do-hun. Cô đợi đến khi ở trước cửa văn phòng mới báo cho anh. Do-hun bị bất ngờ, không thể tìm được nơi nào để trốn. Jisook từng bước đẩy Do-hun vào tường. Do-hun đã phải thừa nhận bây giờ đang vạch ranh giới với cô, bởi vì anh không muốn ở trong mối quan hệ này chỉ có tình yêu đơn phương. Nói thẳng thế này, Jisook đần độn cuối cùng cũng hiểu được ý của Do-hun. Bên kia, Jae-guk đang chụp ảnh thì trời mưa rất to nên đành phải tạm dừng lại. Mưa mãi không tạnh, cuối cùng chuyển sang chụp trong nhà. Yong-un đang miệt mài làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa to thấy hơi lo lắng. Cô còn chưa kịp gọi cho Jae-guk thì đại diện Hoang đã cho gọi cô. Có tin đồn rằng cô đã nhận tiền hoa hồng từ nhà máy, nhưng Yong-un đã phủ nhận điều đó. Đại diện Hoang nói mình ghét nhất việc lừa dối kể từ khi làm kinh doanh, một khi phát hiện gian lận sẽ không cho người đó cơ hội. Ông ta đề cập đến chi phí du học của Yong-un, bảo cô nên nhớ nếu không có mình thì Yong-un sẽ không có ngày hôm nay, ám chỉ rằng những thứ không thuộc về cô thì đừng có cố lấy. Hóa ra đại diện Hoang đã đánh hơi được mối quan hệ của cô và Jae-guk. Yong-un đợi dưới mưa sau khi tan làm. Sau khi hoàn thành công việc, Jae-guk đội mưa đi gặp cô. Hai người ôm nhau dưới mưa, còn Jisook và Do-hun đang uống rượu ở quán bar. Jisook hỏi anh thích mình từ lúc nào. Do-hun không thể nói chính xác thời gian, nhưng đã thích là thích, đơn giản vậy thôi. Jisook đã nói sẽ không yêu anh, bởi vì mặt xấu hổ nhất của cô đã bị Do-hun nhìn thấy.
Nhưng vừa nói xong thì cô say đến nỗi lại ngã vào vòng tay Do-hun. Do-hun chỉ có thể đưa Ji-suk về nhà dưới mưa. Người đến mở cửa lại là đại diện Hoang. Hai người cứ dính lấy nhau làm ông ta rất khó chịu. Yong-un đưa Jae-guk về nhà. Hai người vừa tắm xong và thay quần áo ướt ra. Khi chọn áo choàng tắm, Yong-un phát hiện hai người có sở thích hoàn toàn khác nhau. Jae-guk nghĩ như vậy ngược lại còn hợp hơn, ít nhất là không tranh nhau vì một thứ gì đó. Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì gói. Yong-un nói với anh rằng mình từng nhận được cuộc gọi từ Su-wan. Sau khi cô trả lời tin nhắn cho bên đó rằng mình sống rất tốt thì đã xóa số luôn. Bây giờ cô yêu người đàn ông trước mặt, người hết lòng tin tưởng cô. Một tô mì ăn liền bình thường là niềm hạnh phúc mà Yong-un mong muốn nhất. Cùng lúc đó, Ju-jung cầm một chiếc điện thoại nhỏ, nhìn vào câu trả lời của Yong-un. Cô đơn uống rượu bên cửa sổ. Jae-guk phát hiện ra Ju-jung đã làm ra trò này. Anh đã cố tình gọi vào số của Su-wan trước mặt cô ta. Tiếng chuông điện thoại trong túi đã phản bội Ju-jung. Thấy vậy, Ju-jung lại một lần nữa nhắc đến mẹ của Jae-guk, nói rằng làm như vậy đều là vì nghĩ cho bà ấy. Jae-guk biết điều này không thể né tránh nên đã gọi thẳng cho mẹ và nói rằng cô gái anh yêu là người từng hẹn hò với Su-wan trước kia. Bà Hee-ok sau khi nghe xong thì bị sốc. Ju-jung đoán chuyện tình giữa hai người chắc chắn sẽ dẫn đến phong ba bão táp, nhưng Jae-guk vững tin những chuyện còn con không thể chia cắt anh và Yong-un. Hai người có thể chuyển đến Paris. Anh khuyên Ju-jung đừng chút giận lên Yong-un, vì dù sao người vứt bỏ cô ta là Su-wan. Nói chuyện xong với Ju-jung, Jae-guk bớt chút thời gian về nhà để cho mẹ thấy tình yêu của anh dành cho Yong-un. Sau khi mẹ Jae-guk nghe lời thú nhận thật sự của con trai thì bà đã đến nghĩa trang thăm mộ của Su-wan. Lúc này bà không biết phải làm gì cho phải, một bên là đứa con trai đã khuất, một bên là lo sợ con trai út của mình sẽ lặp lại sai lầm tương tự. Do-hun giành được sự hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng cho Jae-guk, nhưng thời gian hợp tác 10 ngày này xung đột với giờ làm việc hiện tại. Jae-guk yêu cầu rút ngắn thời gian hợp tác xuống còn 7 ngày, và sự xuất hiện của các thương hiệu nổi tiếng đã gây chấn động cả làng thời trang Hàn Quốc. Ju-jung là người phụ trách trung tâm mua sắm SEA, nhận định rằng thương hiệu nội địa đã mất sức cạnh tranh, yêu cầu thu hồi hợp đồng với toàn bộ thương hiệu nội địa để vị trí đó cho thương hiệu nổi tiếng, bao gồm cả thương hiệu Sono mà Yong-un phụ trách. Công ty ngay lập tức tổ chức họp khi biết tin này. Tại cuộc họp, Kwang-soo lấy việc công trả thù riêng, đề nghị nhân cơ hội này giải tán Sono. Yong-un phản bác, xét cho cùng thì sự ra mắt gần đây của Knauser Chu đã thành công rực rỡ, doanh thu mùa này cũng không giảm. Đại diện Hoang không quan tâm đến việc ai chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ông yêu cầu các phòng ban khác nhau đưa ra kế hoạch giữ sự hợp tác với Ju-jung. Sau cuộc họp, Yong-un ở lại hỏi về suy nghĩ của đại diện Hoang. Đại diện Hoang cho biết sẽ tiếp tục chờ xem Sono. Nếu Yong-un muốn giữ thương hiệu mình đang nắm giữ thì phải tiếp tục giữ hợp tác với Ju-jung trước cuối tháng này. Yong-un vừa rời khỏi văn phòng, Ji-suk nhận được tin đã ngăn lại và hỏi chi tiết. Ji-suk có vẻ lo lắng. Với sự hiểu biết của Yong-un về Ji-suk thì một khi cô nàng lo lắng như vậy thì chắc chắn có chuyện. Ji-suk lúc này mới nhớ ra sau khi say rượu thì cô đã kể chuyện Jae-guk và Yang-un cho bố. Sự hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng của Jae-guk chính thức bắt đầu, nhưng Jae-guk đã mở lời chỉ hợp tác với các stylist và tạo mẫu tóc và người mẫu đẳng cấp thế giới. Không những vậy, anh còn chỉ cho đối phương 10 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, với khả năng của Jae-guk, cho dù yêu cầu có như thế nào thì đối phương cũng đồng ý ký hợp đồng. Và người đại diện của đối phương thực ra là bạn cũ của Jae-guk, anh ta chính là người đã bán những bức ảnh của anh cho Yong-un. Mặt khác, để giữ chân ở trung tâm mua sắm của Ju-jung, Yong-un lấy doanh số của Sono những năm gần đây để đàm phán với Ju-jung, nhưng giá của Ju-jung đưa ra quá cao, từ chối vì lý do như thiếu phong cách thương hiệu. Giọng điệu Ju-jung kiên quyết bảo Yong-un ngừng lãng phí công sức của mình một cách vô ích. Thấy con đường này đã đi vào ngõ cụt, không có chỗ để xoay chuyển, Yong-un chán nản rời đi. Bệnh ung thư của Mi-suk đang lan ra lưng, cân liên tục giảm không phanh. Phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ gây ra hàng loạt tác dụng phụ. Mi-suk tuyệt vọng xem lời nhắn ở trên mạng, nhận ra rằng không còn nhiều thời gian để hạnh phúc nữa. Jae-guk chuẩn bị đi Paris và anh muốn đưa người yêu đi cùng. Nhân tiện cũng có thể giới thiệu cho cô một vài tài nguyên, nhưng Yong-un vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Ju-jung nên không thể đi cùng anh được. Cô không nói sự thật mà chọn cách âm thầm chịu đựng. Chồng của Mi-suk cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn với vợ mình. Con gái bị tè dầm ở trường, Mi-suk không mang quần đến thay cho con mà đi lang thang bên ngoài. Anh ta hiểu lầm vợ vì số tiền thua lỗ khi giao dịch chứng khoán nên bơ phờ. Mi-suk không muốn giải thích, đi vào phòng con gái quỳ gối và khóc như mưa. Ji-suk muốn cứu vãn câu chuyện ngày hôm qua, đang định giải thích thì bố đã mắng cô là đồ bất tài, có một tên đàn ông thôi mà cũng để Yong-un cướp. Ji-suk giải thích Yong-un không cướp đàn ông của mình, hai người đó thật lòng yêu nhau. Hơn nữa, cô không còn hứng thú với Jae-guk nữa. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Ji-suk quyết định giúp đỡ Yong-un. Cô yêu cầu Kwang-soo giải quyết vấn đề trung tâm mua sắm, trưởng phòng xử lý công việc gọn gàng, hẹn gặp phó chủ tịch trung tâm mua sắm để chơi golf trong 4 ngày. Và đưa cho Yong-un thông tin liên lạc. Việc nắm bắt được cơ hội phụ thuộc vào khả năng của Yong-un. Do-hun đến công ty làm việc và gặp Ji-suk. Ji-suk bước đến chỗ Do-hun một cách màu mè. Nhờ Do-hun mà cô biết được chuyện của 10 năm trước và đã hiểu ra lần không muốn hợp tác này của Ju-jung là lấy việc công trả thù riêng. Ji-suk quyết tâm làm điều gì đó cho Yong-un. Lúc này, Yong-un đến gặp phó giám đốc trung tâm mua sắm cùng với Kwang-soo như đã hẹn. Phải cho đến giờ ăn thì cô mới có cơ hội lên tiếng.
Sau đó, Yong-un được phó chủ tịch mời cùng trở lại Seoul, và mục đích thì rõ như ban ngày. Yong-un từ chối, nói thẳng hành động này của anh ta thật tầm thường, vì câu nói đó mà cô cũng đã mất đi con đường mà Kwang-soo đã vạch cho mình. Trong lúc làm việc, Mi-suk liên tục gọi Yong-un để được giúp đỡ. Yong-un nghe nói có chuyện gì đó không ổn với Mi-suk, nên lập tức gọi cho Su-ho. Nhưng bây giờ anh ta đang bận nắm tay Min Ki-ong, thậm chí còn không thể nghe được cuộc điện thoại của Yong-un. Khi Yong-un vội vã trở về Seoul thì Mi-suk đã bất tỉnh trong phòng tắm. Mãi đến khi Mi-suk được đưa vào bệnh viện, Su-ho mới đến. Biết tình trạng của Mi-suk, anh ta không kìm được nước mắt mà gào rú lên. Yong-un ở lại không tiện nên đành quay lại xe và để lại lời nhắn cho Jae-gook. Cô hận mình vì đã không phát hiện ra bệnh tình của bạn. Sau đó, Yong-un thẫn thờ bước về nhà, nhưng lại thấy Jae-gook đang đợi cô ở góc phố. Anh đã làm việc chăm chỉ để trở về Hàn Quốc sớm hơn. Lúc này, Yong-un đã kiệt sức ôm chặt lấy người yêu. Vòng tay ấm áp của Jae-gook trở thành nơi trú ẩn an toàn của cô. Đồng thời, Yong-un không phải là người duy nhất tự trách mình. Su-ho cũng đang thấy tự trách vì đã bỏ bê vợ, khiến tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Điểm mấu chốt là cô không tiếp nhận xạ trị. Mi-suk không muốn để lại ấn tượng nặng nề cho con gái mình. Cô chỉ muốn thời gian còn lại của mình sẽ dành để chăm sóc con gái. Yong-un động viên cô tích cực chữa trị, nhưng Mi-suk biết mình phát hiện ra đã quá muộn, thời điểm điều trị tốt nhất đã bị bỏ lỡ. Lúc này, Yong-un không biết lựa chọn như thế nào lại đứng nhìn bức ảnh, tự hỏi rằng phía cuối con đường đó là gì. Jae-gook ở bên cạnh nói với cô rằng sẽ có anh ở cuối con đường. Yong-un cuối cùng đã quyết định dùng mối quan hệ của Jae-gook để tìm lối ra. Yong-un giới thiệu thương hiệu Sono với các nhà đàm phán. Người đàm phán đã nói với cô rằng năm đó chính Jae-gook đã viết vào sổ tay cho cô câu nói sẽ có ngày sự nhiệt huyết của bạn được đền đáp, và câu nói đó đã tiếp động lực cho Yong-un xây dựng thương hiệu Sono. Cuối cùng nhà đàm phán đã đồng ý cho Sono 2 tháng trưng bày tại trung tâm mua sắm Lafayette ở Paris. Nó sẽ được xem xét nếu phản ứng áp đảo. Yong-un cảm thấy dâng trào cảm xúc. Hóa ra số phận giữa cô và Jae-gook đã bén rễ ở Paris 10 năm trước. Bốn người bạn ngồi cùng nhau để ăn mừng vì Sono sẽ được trưng bày ở Paris. Nói xong, Ji-suk kéo Do-hun đi bộ về nhà. Ji-suk từ nhỏ đã sợ bố không nhận được đủ tình yêu nên liên tục lao đầu vào yêu. Trong cuộc đời Ji-suk, kinh nghiệm yêu đương là tài sản duy nhất của cô. Lần này cô sẽ dọn đường cho Yong-un đến Paris. Nếu lần này thành công thì bố cô sẽ tin tưởng Yong-un như trước. Thế là Ji-suk cố tình bấm chuông để đại diện Hoang nhìn thấy Do-hun và cô hôn nhau trước cửa. Không ngoài dự đoán, ông ta yêu cầu Ji-suk cắt đứt quan hệ với Do-hun ngay. Ji-suk muốn đại diện Hoang biết trái tim cô trao cho ai, và Yong-un không hề cướp Jae-gook đi. Ji-suk bảo bố không nên làm khó Yong-un vì chuyện này. Cô không muốn mất người bạn duy nhất của mình vì một người đàn ông. Đại diện Hoang không nghe lọt tai liền đóng sầm cửa bỏ đi. Sau khi Do-hun quay về thì vẫn hồi tưởng đến nụ hôn ban nãy. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này cuối cùng cũng không còn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Tin tức về việc Sono sắp vào Paris nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, doanh số của Sono tăng vọt. Du Jung được biết thương hiệu nổi tiếng mà cô ta không với tới nay lại rơi vào tay Yong-un thì rất tức giận. Điều khiến cô ta chán nản hơn nữa là Jae-gook là người móc nối. Lần thay đổi này đã thành công rực rỡ. Cuộc chiến của Yong-un với Du Jung đã có sự chuyển biến rõ rệt chỉ sau vài ngày. Nhưng Du Jung không đánh giá cao Yong-un. Dự đoán Sono sẽ không trụ được mấy ngày. Dù Du Jung có nói thế nào đi chăng nữa, Yong-un cũng không quan tâm. Yong-un lần này không còn bị động nữa. Cô tự nguyện từ chối hợp tác với trung tâm mua sắm. Bên kia, bạn cũ của Jae-gook thừa nhận rằng cuối cùng anh đã chọn Sono là do bản thiết kế chứ không hề liên quan đến yếu tố cá nhân. Sau khi trò chuyện với Du Jung xong, Yong-un đi đến và trao cho Jae-gook nụ hôn nồng cháy. Cặp đôi thành đạt ôm nhau đầy hạnh phúc, cả hai đều dựa vào nỗ lực của mình có được thành quả mong muốn. Niềm vui thành công không kéo dài được lâu. Bà Hee-ok đã gọi cho Yong-un, tự giới thiệu mình là mẹ của Su-won. Nhưng nếu hẹn gặp với tư cách là mẹ của Su-won thì Yong-un từ chối. Yong-un chỉ muốn gặp bà với tư cách là mẹ của Jae-gook. Mẹ chồng và con dâu cuối cùng cũng gặp nhau sau 10 năm. Yong-un lấy hết can đảm để đối mặt với bà. Dù chỉ là mẹ kế, nhưng sau khi mất Su-won, bà coi Jae-gook như con ruột của mình. Bà Hee-ok không trực tiếp yêu cầu Yong-un rời đi, mà bảo Yong-un chứng minh tình yêu của mình với Jae-gook. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì bà sẽ đồng ý với mối quan hệ này. Sau khi gặp mẹ Jae-gook về, Yong-un đến thăm Mi-suk. Mi-suk từ chối đến bệnh viện để xạ trị, mặc dù sức khỏe của cô ngày càng tệ hơn. Nhưng chờ thăng thiên trong bệnh viện không phải là điều Mi-suk mong muốn. Cô quyết tâm đi đến cuối cuộc đời, tạm biệt cả thế giới một cách đàng hoàng, và dành thời gian còn lại một cách nghiêm túc kể từ hôm nay. Do ngày càng gầy đi nên Mi-suk đành phải vứt bỏ quần áo lúc trước đi. Trước khi đi, Yong-un đã giúp cô vứt bỏ, nhưng khi đi đến thùng rác tái chế quần áo cũ cô lại không nỡ. Yong-un không biết cách thuyết phục bạn đi xạ trị nên đã nhờ Jae-gook hỗ trợ. Anh an ủi cô rằng cố gắng làm tốt trong thời điểm hiện tại là câu trả lời tốt nhất. Yong-un vội vã về nhà, giúp bố chọn đồ mặc trong lễ nghỉ hưu. Mẹ Yong-un đột nhiên nói muốn ly hôn. Lần trước bà nhìn thấy chồng lén lút liên lạc với Jae-gook, nên lầm tưởng chồng ngoại tình. Bà Jeong ra phàn nàn về những năm tháng làm việc nhà. Nhưng trước khi ly hôn, bà không thể từ bỏ việc hôn nhân của con gái mình. Suy cho cùng, sau khi Yong-un kết hôn thì bà mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Yong-un chỉ có thể thừa nhận rằng giờ mình đã có người yêu. Bà Jeong ra thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức hỏi về Jae-gook. Yong-un đã đến cửa hàng để khảo sát thị trường, phát hiện ra Du Jung muốn thâu tóm nhân viên giao dịch của Sono. Thị trường hiện tại không tốt, thương hiệu nội địa đang thực sự suy thoái.
Vòng quay hàng tồn kho và lương nhân viên mỗi tháng lại là một nỗi lo khác. Sono từ chối nới lỏng kích cỡ quần áo, nhưng may mắn thay, trung tâm mua sắm Paris sẵn lòng cho Sono cơ hội để thể hiện. Vậy là những giao dịch viên này vẫn đang đợi. Khi rời đi, Yong-un tình cờ gặp Ju-jung và cả hai đi ngang qua nhau. Tình cảm và sự nghiệp, cuộc tranh tài giữa hai người phụ nữ vừa mới bắt đầu. Ju-jung nhớ lại quyết định ra đi của Su-wan. Sau ngần ấy năm, cô ta vẫn không thể buông tay, phải uống thuốc để kiểm soát cảm xúc của mình. Yong-un trở lại công ty và đề xuất với Kwang-su tăng kích cỡ nhưng lại bị từ chối. Xét cho cùng, điều này liên quan đến một loạt các quy trình như kiểm chứng và chế tác, tất cả đều cần tiền. Nhưng Yong-un cho rằng nên vì những khách hàng có kích cỡ khác nhau mà cung cấp quần áo đúng kích cỡ. Chuyện bên đây còn chưa giải quyết xong thì Ji-suk từ đâu chạy đến. Chắc là lại muốn giúp Yong-un dọn mớ hỗn độn này. Ji-suk nói rằng Do-hun đã bày tỏ tấm lòng với mình. Cả hai còn hôn nhau trước mặt đại diện Hoang nữa. Bây giờ thương hiệu mới đầy tham vọng và sắp tiến vào Paris, Ji-suk phải đối mặt với thách thức kép trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Nhưng lần này Ji-suk quyết tâm tự mình giải quyết những khó khăn đó. Ji-suk đề nghị đi công tác Paris cùng Do-hun. Sau khi trở về, hai người sẽ đường ai nấy đi. Cả hai đã đồng ý trở thành cặp đôi hợp đồng trong thời gian này, cho phép tiếp xúc thân thể trong lúc thích hợp. Hai người bắt tay và ký kết hợp đồng. Lúc này, chồng của Ji-suk đẩy cửa bước vào nộp đơn từ chức. Do-hun cho rằng công ty đối thủ đang cố gắng cướp Su-ho, nhưng anh ta nói rằng mình xin từ chức vì vợ ốm nặng. Ji-suk chưa đi hẳn nên đã nghe được tin này và thấy sốc. Cô ta chặn Yong-un ở bãi đậu xe, hỏi về tình trạng bệnh lý của Ji-suk và hỏi tại sao Yong-un lại không nói cho mình biết sự thật. Ji-suk quyết định sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bạn mình. Yong-un và Ji-suk không được phép đá Ji-suk ra khỏi mối quan hệ bạn thân. Su-ho nấu ăn cho vợ tại nhà sau khi nghỉ việc, nhưng Do-hun vẫn